Xin mời mọi người đứng lên, ta dâng lời cầu nguyện nha. Lời hát bài Mẹ ơi đời con dõi bước theo mẹ. Nhân Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Mẹ Maria, trong ngày lễ của Mẹ, với chúng con Curia Phú Thọ một quy tụ nhau về đây, thì trong tâm tình niềm vui của những người con, vui mừng bởi vì có một người mẹ thiêng liêng luôn hiện diện nâng đỡ và cầu bầu cho chúng con. Chúng con vui mừng ngợi khen Chúa vì Chúa đã ban cho nhân loại một mẫu gương cho cuộc hành trình đức tin và cho một nỗ lực nên thánh và Chúa mong muốn nơi mỗi người chúng con. Chúng con xin dâng lên Mẹ cái lời kinh như một lời đáp lại cái tiếng xin vâng của Mẹ. Mẹ ơi đời con dõi bước theo Mẹ, con biết nói gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi đường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đầy đó, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay và ngày mai xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay tương lai và suốt đời. Nhìn Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Xin mời mọi người ngồi. Xin kính chào quý ông bà và các anh chị. Lâu lắm rồi để được gặp chung hết của Curia Phú Thọ một. Thì tôi rất cảm ơn vì Cha sử có nhã ý thì tôi đến để gặp gỡ và giúp quý ông bà các anh chị trong cái ngày tổng hội thường niên của Curia Phú Thọ một. Và cũng rất cảm ơn thầy ban điều hành đã có nhã ý thì tôi có cơ hội tới thăm các anh chị. Thì hôm nay thì tôi không có nói cái gì cao siêu hết. Thì như là trong cái tâm tình gặp gỡ nhau thôi, trao đổi để hâm nóng cái tinh thần, cái tinh thần của Lizzo Marie cũng như là tinh thần tông đồ. Thế trong năm thì Lizzo Marie có nhiều lễ lắm, nhưng có hai ngày lễ đặc biệt. Ngày lễ thứ nhất là ngày gì chị còn nhớ không? Ngày lễ thứ nhất là ngày Đức Mẹ truyền tin. Mẹ truyền tin, đó là cái ngày ICS phải không? Đó, ngày hôm đó cái điểm nhấn chính đó, đó là tất cả chúng ta từng người lên để dâng mình cho Đức Mẹ. À, xin dâng trọn cuộc đời con cho Đức Mẹ. Và cái ngày lễ thứ hai nữa là ngày nào chị? Ngày nào? Cha ngày hôm nay. Đúng rồi, ngày hôm nay. Thử ấy coi mày nhanh lắm mà. Ngày hôm nay, ngày hôm nay là ngày lễ Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, được chọn là ngày tổng hội thường niên. Thế mà các anh có biết rằng cái mục đích của cuộc quy tụ Lizzo, hội viên Lizzo cho cái tổng hội thường niên vào ngày lễ Đức Maria vô nhiễm nguyên tội này, mục đích là gì không? Hỏi hỏi thôi, biết biết không biết thôi không sao, với tôi cũng vậy. Dạ thưa Cha, hôm nay là chúng con tổng kết
họp bạn, nhưng mà mục đích là tổng kết chúng con đã làm được gì trong năm qua. Hết được. Vâng. Nhưng mà cái chính á, tôi nhờ tôi học thuộc thủ bản. Tôi học thuộc thủ bản. Đây. Mục đích quy tụ là để anh chị em Lejo Marie cảm nhận được sự hiệp nhất và sống tình yêu thương đối với nhau. Đấy. Hiệp nhất. Đó là lý do tại sao mà các residuum từ tất cả các nơi, các giáo sư ta quy tụ về nhà đây, diễn tả sự hiệp nhất mà. Sự hiệp nhất. Hiệp nhất không có nghĩa là mọi người phải giống nhau, mà hiệp nhất có nghĩa là những khác biệt đó mà làm nên sự phong phú cho sinh hoạt của chúng ta. Hiệp nhất. Và để có sự hiệp nhất đó, chính bản thân chúng ta, mình không làm nên được sự hiệp nhất đâu. Mẹ Maria đấy, Mẹ Maria mới quy tụ chúng ta lại. Mẹ Maria giúp cho chúng ta để có thể sống sự hiệp nhất đó. Mà nếu thiếu vắng mẹ Maria thì người ta sẽ thấy lúc ban đầu thì vui với nhau lắm, cái thời gian sau cái nữa là bắt đầu là có xích mích rồi. Lâu dần nữa đó, nguyên sao mà hồi trước sao nhìn cái mặt cái chị đó sao mà thấy dễ thương dịu dàng, mà sao bây giờ nhìn thấy đánh đá quá. Đức mẹ mới giúp chúng ta hiệp nhất. Và hiệp nhất để rồi ta thể hiện tình yêu đối với nhau. Tình yêu đối với nhau. Thế khi tôi đọc tiếp xem là những cái điều chính yếu nào ở nơi Lejo Marie của chúng ta, thì tôi thấy ở trong đó nhắc nhở như thế này: bổn phận chính yếu nhất của Lejo không phải là làm gì, mà là sống như thế nào. Sống như thế nào. Thế từ đó tôi mới hiểu. Thế nhiều khi ta vẫn nghĩ là ta phải làm cái này làm cái khác. Không. Bổn phận chính yếu nhất của Lejo đó là sống như thế nào. Sống như thế nào. Thế cuộc sống của chúng ta, thế sống như thế nào đây? Thì tôi thấy rằng có hai điểm nhấn trong hoạt động của chúng ta khi mình trở thành hội viên Lejo. Cái thứ nhất đó là cùng nhau cầu nguyện. Cùng nhau cầu nguyện. Điều thứ hai nữa là tham dự ra vào những hoạt động công tông đồ hay là công tác tông đồ. Cùng nhau cầu nguyện. Cuộc sống như thế nào? Cùng nhau cầu nguyện. Thì dĩ nhiên là có cầu nguyện riêng và có cả cầu nguyện chung. Bởi vì chúng ta không phải là những cá nhân đơn độc, ta không biết đến ai hết. Nhưng mà chúng ta vừa cầu nguyện riêng mà lại cũng cầu nguyện chung với nhau nữa. Cầu nguyện chung với nhau. Khi cầu nguyện chung người ta mới thấy đòi hỏi phải hy sinh nhiều lắm. Hy sinh là bởi vì nếu mà ta tới trễ 5 phút mình không có thấy gì hết. Nhưng mà hôm nào đó ta ngồi ta chờ người khác tới trễ 5 phút là mình bắt đầu khó chịu cằn nhằn. Đấy. Chứ phải hy sinh. Hy sinh thời gian để đến với người khác. Đến với người khác. Từ bỏ thời gian của riêng mình mà dành thời gian đó cho Chúa và cho anh chị em. Thế trong mấy tuần vừa rồi rảnh thì tôi suy nghĩ. Tôi suy nghĩ bảo tới đây nói gì với lại quý ông bà và các anh chị. Tôi suy nghĩ rằng hóa ra là hội viên Lejo giúp cho chúng ta tập luyện con người của mình hay lắm. Thường thì chúng ta thường nghĩ đấy, ôi khi nào mà rảnh, thời gian tôi rảnh thì tôi tham gia sinh hoạt,
tôi bận thì thôi, thấy không? Bận thì tôi nghỉ, có đúng không ạ? Bận thì nghỉ, rảnh thì sinh hoạt. Thế khi nào mà tôi sắp xếp thời gian trong cái tuần đó, tôi thấy cái ngày đó, cái buổi chiều hôm đó, buổi tối ngày hôm đó không có cái gì làm hết á, chương trình tivi thì cũng chẳng có cái phim nào hay hết, thì tôi đi làm công tác. Làm công tác. Còn những hôm khác thì không. Như thế vậy thì thời gian mà chúng ta dành cho Chúa và thời gian chúng ta dành cho anh chị em của mình, đó là một thứ thời gian không có giá trị. Không có giá trị. Bởi vì nó không phải là sự hy sinh của chúng ta. Ta thấy được rằng cái hy sinh của mình đó, nhiều khi ta nói là mình sống từ bỏ nè, sống từ bỏ, sống hy sinh này nọ, nó rất là cụ thể. Từ bỏ và hy sinh đó được diễn tả là trong một tuần tôi dành, dù rằng tôi bận rộn, cuối năm này là nhiều việc lắm, từ nay cho tới Tết âm lịch của mình là rất nhiều việc, mà dám mỗi một tuần dành một giờ để đến với nhau, cùng nhau cầu nguyện với Đức Mẹ, thì có phải là cái thời gian đó là thời gian mà mình hy sinh không? Thời gian mình hy sinh cho Chúa đấy. Nhiều khi ta nghe nói hy sinh cho Chúa đó, hy sinh cho nhau, đến với nhau. Cho nên đừng nghĩ khi nào tôi rảnh thì tôi tham gia, khi nào tôi rảnh thì tôi nhiệt tình, không. Mà là cho dù tôi có bận rộn như thế nào, nhưng tôi hiểu rằng thời gian này chính là cái thời gian tôi hy sinh bản thân tôi. Tôi dám dẹp nó sang một bên để tôi dành cho Chúa, thì cái thời gian đó là một thời gian có giá trị đối với lại mỗi người chúng ta. Thế công việc tông đồ cũng vậy. Ta dám dành, dám bỏ. Và lúc đó anh chị em mới thấy. Thế hôm nay tôi nói nghe thì gật gật đầu được, nhưng mà về mà coi, về mà coi, không có dễ đâu. Không có dễ dàng. Dám bỏ đi vậy để sống, sống cho Chúa, cho người khác. Đó là cái khó, cái khó lắm. Và vì vậy tôi cũng nhìn thấy, thường chúng ta hay hiểu sai. Đâu có cần phải vô lý vô, thì tôi cũng lần chuỗi mân côi chứ gì phải vô lý vô với lần chuỗi mân côi, thấy không? Đâu có cần. Lần chuỗi thì ở nhà cầu nguyện được, nhưng mà như tôi nói đấy, chúng ta lần chuỗi mân côi, chúng ta cầu nguyện với Đức Mẹ. Với Đức Mẹ. Đừng quên Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, Đức Mẹ cùng cầu nguyện với lại Thánh Nữ Bernadette tại Lộ Đức, và cầu nguyện với lại ba trẻ tại Fatima. Cầu nguyện chung, Đức Mẹ cầu nguyện chung đó. Cho nên là cầu nguyện ở nơi lý do đó, ta cầu nguyện, cầu nguyện cùng nhau, cầu nguyện với Đức Mẹ. Và cầu nguyện có một mục đích. Mục đích đó là gì? Mục đích đó là thánh hóa bản thân mình. Khi tôi đọc cuốn thủ bản Lê Dô thì tôi thấy như thế này. Nói gì thì nói cũng đưa tới cái điều cốt lõi của đời sống người Công giáo, đó là một lời mời gọi nên thánh. Nên thánh. Mời gọi nên thánh là sao? Mời gọi nên thánh có nghĩa là Chúa muốn chúng ta được mỗi ngày mình gắn bó thân tình với Chúa. Gắn bó thân tình. Mỗi ngày ta gắn bó thân tình với Chúa. Mỗi ngày để làm cho Chúa Giêsu lớn lên. Để làm cho Chúa Giêsu hiện diện trong cuộc đời của chúng ta rõ nét hơn. Rõ nét hơn. Bằng cách nào? Mẹ Maria đưa Chúa Giêsu đến với chúng ta. Hay là có thể nói khác, mẹ Maria đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu cũng đúng. Mà mẹ Maria đưa Chúa Giêsu đến với chúng ta cũng đúng luôn. Đưa Chúa Giêsu đến.
Đưa Chúa Giêsu đến đâu có phải là cái kiểu mà mang cái bức tượng Chúa Giêsu đến trao cho từng người, mà đưa Chúa Giêsu đến với chúng ta chính là qua lời kinh Mân Côi. Bởi vì qua lời kinh Mân Côi là chúng ta cùng với mẹ Maria đi những con đường và suy đi nghĩ lại về cuộc đời của Chúa Giêsu. Mẹ Maria cứu mang chăm sóc. Tôi thấy ở đây các bà nhiều. Tôi nghĩ rằng các bà về cái chuyện này, các chị là về cái chuyện này là kinh nghiệm hơn là các ông. Kinh nghiệm là sao? Những điều nhỏ bé nếu chúng ta cứu mang chăm sóc và gìn giữ thì những điều nhỏ bé đó sẽ trở thành điều lớn lao và vĩ đại. Có đúng không? Đó là khi mà mấy chị đã có thai đấy. Có thai đấy. Có phải là khi mà ta mang thai, một sự sống rất nhỏ bé ở trong cung lòng mình, nhưng mà cái sự sống nhỏ bé trong cung lòng mình đâu có đi khoe với ai. Cái sự sống trong cung lòng mình đó, mình ráng giữ nó, mình ráng chăm sóc, mình ráng bảo vệ nó. Và cái sự sống nó dần dần lớn lên. Mình vui mừng vì sự sống đó, mình hạnh phúc vì sự sống đó. Sự sống đó trở thành một người con, một đứa bé rất là xinh, rất là dễ mến. Và chúng ta tiếp tục chăm sóc cái sự sống đó, chăm sóc, tiếp tục nâng đỡ, tiếp tục hướng dẫn. Thế thì cái sự sống đó, nó còn chỉ là một đứa bé nữa, sẽ trở thành cái cô thiếu nữ chân dài, sẽ trở thành một anh thanh niên đầy mạnh mẽ, đem lại ích lợi cho biết bao nhiêu con người. Cũng như vậy thôi, trong đời sống thiêng liêng của mỗi chúng ta cũng như thế. Đó là ta cứu mang, ta cứu mang lời Chúa nói, ta cứu mang một lời Chúa nói, ta cứu mang những hành động của Chúa, ta cứu mang lối sống của Chúa. Và nếu ta cứ cứu mang như thế, ta cứ nỗ lực để gìn giữ, đừng đánh mất nó, ta cứ cố gắng để sống lời Chúa đó, cái hành động của Chúa đó, cái ý muốn của Chúa đó, thì dần dần cái ý tưởng nhỏ bé đó, cái hành động nhỏ bé đó lại lớn lên và làm nên con người của chúng ta. Lời kinh Mân Côi, người ta nói nhiều về kinh Mân Côi khác nhau. Hôm nay để tôi nói thêm một cái ý đó. Lời kinh Mân Côi đó, đó chính là ta cùng với Đức Mẹ đi con đường của Chúa Giêsu và làm cho lời của Chúa Giêsu, hành động của Chúa Giêsu, lối sống của Chúa Giêsu lớn lên trong đời sống thiêng liêng của chúng ta. Cứu mang và sinh hạ lớn lên trong đời sống thiêng liêng của chúng ta. Cho nên trước hết, đó là phải là sống như thế nào, chứ phải là làm cái gì. Sống như thế nào? Và đời sống nội tâm đó, cái đời sống nội tâm của Lê Dũng. Thế lá thư mùa vọng năm nay, Đức Tổng Giám mục Phaolô, Ngài cũng nhấn mạnh về cầu nguyện và đời sống nội tâm. Cần lắm. Cần là bởi vì sao vậy? Là bởi vì chúng ta chìm ngập trong biết bao nhiêu những lo toan, biết bao nhiêu những căng thẳng, và kể cả dồn dập những tin tức tốt có, tin xấu có, tin thật có, tin giả có. Đâu có dễ dàng để dành thời gian tĩnh lặng, để dành thời gian gặp gỡ Chúa trong cầu nguyện. Cho nên cầu nguyện là gặp gỡ Chúa riêng tư, gặp gỡ Chúa cá nhân và gặp gỡ Chúa cùng với anh chị em.
ba yếu tố của đời sống nội tâm, củng cố đời sống nội tâm của người hội viên Lê Dô. Trước hết là cầu nguyện, thứ hai đó là hãm mình, và thứ ba nữa sống đời bí tích. Hãm mình, hãm mình không phải là bỏ cái này bỏ cái khác, nhưng mà như tôi nói hôm nãy đấy, khi mà ta dám dành thời gian cho Chúa và cho nhau, đó là hãm mình đấy. Khi mà chúng ta dám biết dừng lại để không có những cái phản ứng không được đẹp đối với nhau, đó là hãm mình đấy. Hãm mình khi mà chúng ta ngăn chặn, dám ngăn chặn những cái tư tưởng xấu xuất hiện ở trong đầu của chúng ta, đó là hãm mình đấy. Chứ hãm mình không nhất thiết có nghĩa là ta phải là kiêng ăn hay nọ, nhưng mà hãm mình là dám ngăn chặn những ý tưởng xấu xuất hiện trong đầu óc của mình, dám ngăn chặn những hành động không tốt đối với nhau, dám dành thời gian để đến với Chúa và đến với anh chị em của mình. Đó chính là hãm mình. Hãm mình, hãm mình. Tập từ bỏ như vậy, từ bỏ, từ bỏ. Và cái điều này không có dễ đâu, không có dễ. Và điều thứ ba nữa là bí tích. Bởi vì ta đã xác định, luôn luôn nói tới Pec Mariam ad Jesus, có nghĩa là qua mẹ Maria đến với Chúa Giêsu. Mẹ Maria là đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu. Thế thì bí tích, đời sống bí tích chính là chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu dưới hình thái bí tích. Chẳng hạn, thế khi chúng ta hãy lãnh nhận bí tích rửa tội, thì qua việc đổ nước đó mà chính Chúa Ngài đang thanh tẩy, rửa sạch tội lỗi của chúng ta. Qua bí tích thánh thể chúng ta gặp gỡ chính Chúa Giêsu mà. Chứ mình bảo rằng qua mẹ Maria đến với Chúa Giêsu, mình cứ nói qua mẹ Maria đến với Chúa Giêsu, nhưng mà đến bằng cách nào? Đến bằng cách nào? Đến bằng cách tưởng tượng à? Đến với Chúa Giêsu bằng chính đời sống bí tích. Đời sống bí tích đến với Chúa Giêsu, đến với Chúa Giêsu như vậy. Đó là đời sống, cái đời sống nội tâm của Lê Dù. Và cái chủ đề cho cuộc gặp gỡ tổng hội thường niên Kuria Phú Thọ 1, chủ đề đó là cùng với mẹ Maria đồng hành đến với, đến với anh sao rồi, nhớ không chị Phương? Chị Thủy, chị Phương, cùng với mẹ Maria đồng hành trong hoạt động tông đồ. Tông đồ, tông đồ. Ở trong thủ bản nói chúng ta chỉ có thể đến với người khác nhờ mẹ Maria. Nhờ mẹ Maria là bởi vì Chúa muốn như vậy mà. Chúa muốn qua mẹ Maria mà trao Chúa Giêsu cho nhân loại. Trao Chúa Giêsu cho nhân loại. Qua mẹ Maria trao Chúa Giêsu cho nhân loại. Thế thì chúng ta đến với nhau trong hoạt động tông đồ, đó là chính điều chúng ta trao Chúa Giêsu cho anh chị em của mình. Chúng ta hướng dẫn, giới thiệu Chúa Giêsu cho anh chị em của mình. Tôi thấy cái sự kiện đầu tiên mà Đức Mẹ làm đó là Đức Mẹ lên đường đến thăm bà Elizabeth. Đến thăm không phải là nói cái gì mà trong Thánh Tin Mừng Luca viết rất rõ. Khi Đức Mẹ đến thì ngay lập tức bà Elizabeth vui mừng, và hài nhi trong cung lòng bà vui mừng. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Mẹ Thiên Chúa viếng thăm, bởi vì Mẹ đã đưa Chúa Giêsu đến với gia đình đó, đưa đến. Và cái cuộc gặp gỡ như vậy trở thành cái cuộc gặp gỡ của tâm tình ngợi khen Thiên Chúa. Ngợi khen Thiên Chúa. Nếu như thế thì tất cả hoạt động tông đồ, công tác tông đồ của Lê Dô
Đó là cái công tác chúng ta đi cùng với mẹ. À, cùng với mẹ. Vì mẹ có nhiệm vụ đó mà. Chúa muốn như vậy và Chúa trao cho mẹ nhiệm vụ đó và muốn chúng ta cộng tác cùng với mẹ để có thể đưa Chúa Giêsu đến với người khác. Nếu đến với nhau, thăm viếng nhau, nó không phải là để nói chuyện gì mà là đưa Chúa Giêsu, thì điều chúng ta nói phải là nói lời Chúa, nói cách sống của Chúa, nói ý muốn của Chúa. Thế cho người chúng ta đến thăm viếng. Và chỉ có nói về Chúa mới làm nên niềm hy vọng cho người khác. Chỉ có nói về Chúa mới có thể giúp cho người khác thay đổi cách sống của họ. Chỉ có nói lời Chúa mới làm cho người ta không chán khi gặp gỡ và nghe chúng ta nói. Nói về Chúa. Và chỉ có nói về Chúa thì người ta mới có tâm tình ca ngợi, ngợi khen Thiên Chúa. Ở trong đây tôi có nhìn ở bên dưới một hai người mà tôi biết là trước đây vài năm thì chưa biết Chúa. Thì thấy có những người công giáo ở đó đứng ở ngoài cửa nhà thờ nhìn lên Đức Mẹ cầu nguyện. Thì cũng đứng cầu nguyện như thế vậy. Rồi là may mắn gặp được một vài cái hội viên Lê Dô. Thì hướng dẫn. Thế bây giờ trở thành người công giáo. Tối chiều hôm nay tôi thấy cũng ngồi trong này. Đấy. Tạ ơn. Và những người đó trước đây có nói với tôi vui lắm. Vui lắm khi biết về Chúa. À, cái niềm vui bởi vì Chúa làm nên niềm vui, hạnh phúc cho chúng ta. Hạnh phúc cho chúng ta. Thế rồi tiếp nữa. Như vậy thì tôi muốn nói với lại quý ông bà và các anh chị. Chúng ta đến với nhau mỗi tuần để cùng cầu nguyện với Đức Mẹ qua Kinh Mân Côi. Chúng ta lên đường để đến thăm viếng nhau trong công tác tông đồ. Đó chính là điều chúng ta mong muốn. Mong muốn làm một cái điều gì đó cho Chúa và đồng thời mong muốn thực hiện cái ý muốn của Chúa đối với lại con người. Cái kinh lạy cha chúng ta vẫn đọc kinh cầu nguyện. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng. Nước cha chỉ đến, ý cha thể hiện dưới đất. Thế làm như thể là Thiên Chúa muốn được thể hiện, là Thiên Chúa cần chúng ta cầu nguyện. Không. Khi con người biết được ý Chúa, khi con người tôn vinh danh Thiên Chúa, khi con người tôn thờ Thiên Chúa, thì đó chính là niềm vui, hạnh phúc, sự sống cho con người. Cho con người. Cho nên lời cầu nguyện đó là chúng ta muốn ngày càng có nhiều người biết được Chúa. Đó là niềm vui, hạnh phúc. Cho nên khi ta đến trong cái hoạt động tông đồ của mình, công tác tông đồ, à, thì ta thấy rằng là mình đang tham dự vào một cái trách nhiệm của toàn thể giáo hội là đưa Chúa Giêsu đến cho người khác, giúp cho người khác biết Chúa Giêsu, biết Chúa Giêsu qua cách sống và hành động của chúng ta. Chúng ta. À. Thế khi tôi đến với nhau, thì mỗi tuần, thì trong cái họp hàng tuần, khi tôi đến với anh chị em của mình qua cái công tác tông đồ, công tác thăm viếng, tôi không làm bởi vì khi vô Lê Dô thì bắt tôi mỗi tuần phải báo cáo công tác. Nếu như vậy thì chúng ta sẽ cứ thắc mắc và hỏi như thế này: "Hey, anh ơi, chị ơi, em làm cái này có được tính vào cho công tác không? Giờ công tác không?" Nói như thế thì cũng chẳng khác gì mà là thường xuyên là có những người giáo dân cứ hay hỏi: "Cha ơi, thế con bỏ lễ ngày Chủ nhật vì như thế này, vì như thế kia, con có phạm tội không?" Mình tính toán chi li lắm, tính toán chi li. Bởi vì như thế đó là một cái gì gánh nặng, phải không? Đấy, nó vô trở thành gánh nặng mang cho mình. Chứ cứ tính toán xem là có tội hay không. Cái tội này nó là tội nặng hay tội nhẹ, cha, để con biết con có đi xưng tội hay nọ. Tôi bảo tội to lắm.
Cái tội to lắm là cái tội quên Chúa. Mà quên Chúa ngày nào đó mà sau này mà lỡ mà về với Chúa, nếu Chúa bảo ơi quên ta thì bây giờ ta cũng quên ngươi luôn, thì lúc đó thì sao? Thế cho nên việc tông độ nó chính là cái điều, nó không phải là một cái gánh nặng trao cho mình, mà đó là niềm vui mong muốn cho người khác cũng biết được tình yêu Chúa và biết được Chúa. Đến như trong gia đình vậy thôi. Trong gia đình mà đứa con nó cứ hỏi mẹ nó thì mẹ nó biết là mẹ nó hết muốn trả lời luôn. Nó hỏi mẹ ơi con làm như vậy đã đủ chưa? Con làm như vậy con đã được nghỉ, con đi chơi chưa? Như thể nó là phải làm cái này làm cái kia, mẹ nó bắt nó phải làm này mẹ cái kia. Riết thì mẹ nó cũng chán không muốn trả lời. Nhưng mà nếu mà tình yêu đứa con đối với gia đình, nó muốn đóng góp, nó muốn làm cái gì đó để làm cho gia đình ngày càng thêm vui, ngày càng thêm là gắn bó với nhau mặn mà, thế thì nó đâu còn tính nó làm cái gì, nó làm cái kia nữa. Tự động đó, phải không? Tự động đó. Cho nên tôi mới nói tại sao đó, phải khởi đi từ chính đời sống nội tâm đó, gặp gỡ mẹ như vậy, để rồi ta cảm nhận được cái niềm vui. Cái niềm vui là mình được biết Chúa. Chứ trở thành người hội viên Lê Dô mà không vui thì buồn lắm. Mà mỗi lần hiện diện của người đó ở trong cộng đoàn thì làm cho mọi người cũng buồn theo. Buồn theo, không cảm thấy niềm vui. Niềm vui được đến với Đức Mẹ, niềm vui được cùng với nhau để với Đức Mẹ cầu nguyện đó, không cảm thấy niềm vui. Và từ cái niềm vui đó thì mình mới có thể mình đến và trao cho người khác. À, thế tôi nói về Lê Dô, cho nên tôi bảo hôm nay tôi chỉ nói như vậy thôi. À, tôi muốn nhấn hai cái điểm để cho cảm thấy được à, mình đã được tham dự vào, được tham dự vào sứ mệnh, sứ mệnh. À, thì khi tôi đi học về thì Đức Cha nhờ tôi một số việc thì cũng nặng và cũng lạ với tôi nữa. Nhưng mà vui, vui, vui là bởi vì được cộng tác với Đức Cha một cái công việc nào chung đó, mình vui. Dù rằng nó không thuộc cái phạm vi mà cái chuyên môn của mình từ trước đến nay, vui, vui. Mà chính vì vui như vậy đó, thế tôi làm mà nó có thể sáng làm, chiều làm, tối dành thời gian làm, vẫn không có cảm thấy gì. Cho nên là chúng ta chỉ có thể cảm thấy niềm vui, vui à, được cộng tác vào cái công việc mà chính Chúa trao cho Đức Mẹ, Chúa trao cho giáo hội, và mình được cộng tác vào. Lúc bấy giờ chúng ta tham gia vào cái hoạt động của Lejo Marie, mình mới thấy đó là nhẹ nhàng, mình mới sẵn sàng. Và những cái hoạt động tông đồ, công tác tông đồ của mình mới sẵn sàng. Sẵn sàng. Bởi vì nếu mình vui một, Chúa vui mười. Chúa nói mà, Chúa Giêsu kể đấy. Khi một người tội lỗi ăn năn hối cải thì các thiên thần ở trên trời vui mừng hơn là 99 người không cần ăn năn hối cải. Vui mừng. Chúa vui mừng gấp nhiều lần mình. Chúa chờ đợi những người đó gấp nhiều mình, nhiều lần mình. Và mình làm cái công việc để làm sao? Làm cho cái niềm vui đó được thực hiện. Cái niềm vui của Chúa đó được thực hiện. Cái niềm vui của anh chị em được biết Chúa, được trở về với Chúa. Thế được thực hiện. Thế qua những hoạt động tông đồ của mình. À, về nói một chút về mùa vọng. Cái mùa vọng của tôi, trong mùa vọng này tôi suy nghĩ ba điều. Thứ nhất, khao khát. Thứ hai, hy vọng. Và thứ ba, chờ đợi. Chờ đợi, chờ đợi. Nói như vậy là bởi vì khi tôi đi thăm những người bệnh đó, thì tôi thấy họ khao khát. Họ khao khát được gặp thầy, gặp thuốc.
khao khát được gặp bác sĩ để có thể chữa đúng bệnh. Và điều thứ hai nữa, họ hy vọng cái người bác sĩ đó sẽ chữa được cho họ. Và họ sẵn sàng, họ chờ đợi, sẵn sàng họ làm tất cả để có thể đạt được cái đó. Đạt được cái đó. Khao khát, hy vọng, chờ đợi. Có lần tôi đi về dưới Mỹ Tho, cách đây cũng hai mấy năm rồi, trên con đường trở về gần 6 giờ tối, ở giữa đường gần bến lứt lên xe hư. Tôi dắt xe ở đó mới dắt đi về, mà đường nó vắng người lắm. Tôi cứ mong, cứ đi đằng trước mà cứ nhìn đằng sau như vậy. À, mình vừa dắt xe mà cứ nhìn đằng sau, biết đâu có gặp ai quen sao. Biết đâu gặp ai quen nó bảo: "Ê Tuấn à." Lúc đó thì chắc là vui lắm, khao khát, hy vọng, rồi chờ đợi chứ cứ ngoái nhìn. Tôi nghĩ mùa vọng nó là như vậy. Thứ nhất mình phải khao khát. Khao khát cái gì? À, hãy gặp người bệnh, nó là khao khát được khỏe, được một người được chữa lành. Gặp người già khao khát được một ai đó ghé thăm, chờ đợi, hy vọng và chờ đợi. Thế thì cái khao khát của mùa vọng đó là khi chúng ta phải nhận ra được trong cái tình trạng đời sống đức tin của mình, trong tình trạng đời sống thiêng liêng của chúng ta, có một cái gì đó không ổn, có một điều gì đó thiếu vắng mà bản thân chúng ta không thể sửa chữa được, bản thân chúng ta không thể vượt qua được. Chỉ có Chúa mới có thể giúp chúng ta vượt qua, chỉ có Chúa mới có thể chữa lành cho chúng ta, chỉ có Chúa mới có thể giải thoát được cho chúng ta. Phải thấy được đó, thấy được mình để khao khát. Thế có người thấy là cái chuyện đó: "Thưa cha, con xưng tội từ bao nhiêu năm nay mà khi ít khi nhiều, khi nào cũng có." Biết có cái gì không? Nói xấu người khác. Nói xấu người khác. Không biết làm sao vậy? Tôi hỏi như tại sao vậy? Nói con không biết tại sao, tự nhiên cái con gặp bạn bè, gặp chị em là con lại con thích, con nói bà này nói chuyện bà kia, ông kia. Thích nói như vậy. Cho nên là rất là khi ít khi nhiều, khi nào cũng có. Thế thì ta thấy được là mình muốn đấy chứ. Mình muốn được là thì không có rơi vào cái tình trạng như thế vậy, không có hay. Nhưng mà làm sao không chữa được? Chỉ có Chúa mới chữa lành thôi, chỉ có Chúa mới giúp mình vượt qua được rồi. Và nếu khao khát như thế vậy thì chúng ta sẽ hy vọng vào ai? Không phải hy vọng rằng là người này người kia sẽ giúp mình, không, mà hy vọng vào Chúa. Chúa giúp mình. Và khi hy vọng vào Chúa giúp mình thì chúng ta chờ đợi Chúa đến giúp mình. Hiểu như vậy thì ta mới thấy đời sống thiêng liêng của chúng ta trong mùa vọng này nó có ý nghĩa. Có ý nghĩa đấy. Ba cái khao khát, để khao khát phải nhận ra được tôi có cái gì đó nó trở ngại làm cho tôi không có thể sống được như là Chúa muốn. Cái gì nó trở ngại mà làm tôi không vượt qua được? Ở trong cuộc sống hàng ngày, với gia đình, với lối xóm, với anh chị em ở trong hội đoàn, không vượt qua được. Và đồng thời tôi tin Chúa giúp tôi. Và tôi xin Chúa đến giúp. Và điều thứ ba, chờ đợi. Nếu ta sống như thế vậy, chắc chắn thì mùa vọng sẽ có ý nghĩa với chúng ta. Và mùa vọng đó mới thật sự biến đổi con người của mình. Thế nãy giờ nói nhiều rồi. Thế mục đích tôi nói đó của cái tổng hội thường niên đó là gặp gỡ nhau để sống tinh thần hiệp nhất và yêu thương đối với nhau. Tôi nghĩ như thế này: trong mỗi tiểu đội, trong mỗi
Epicurie, nếu chúng ta không thương nhau thì chúng ta không thể thương ai khác ở bên ngoài. Nó chỉ là cảm xúc thôi. Bởi vì nếu như chúng ta được Đức Mẹ quy tụ, được Đức Mẹ hướng dẫn, mà mình không thương được người nhau thì làm sao mà mình có thể mình đến với người này người kia mình thương được? Có chăng chỉ là cái cảm xúc thôi. Cảm xúc lúc này có, lúc kia không có. Sống tình yêu. Và sống tình yêu đó, khi mà để sống cái tình yêu đối với nhau thì phải dám hãm mình. Hãm mình. Phải dám hy sinh. Phải dám quên mình mà nghĩ đến người khác. Tôi hay lặp lại cái điều này lắm. Để sống tình yêu thật sự thì phải dám quên mình mà nghĩ đến người khác. Còn nếu khi ta không dám quên mình để nghĩ đến người khác thì người khác chỉ là phương tiện để chúng ta yêu chính chúng ta thôi. À, cho nên sống tình yêu quên mình nghĩ đến người khác. Cho nên tôi mới nói đấy, nếu như trong cùng một tiểu đội, cùng presidium với nhau, thế trong cùng một Korea không yêu thương nhau thì ta không có thể yêu được người khác được. Là bởi vì ta không dám bỏ mình, không dám hãm mình, không dám hy sinh để nghĩ đến người khác, để nghĩ tốt cho người khác, để làm điều tốt cho người khác, để giúp một điều gì tốt cho người khác. Đấy. Đấy. Đấy, xin kết thúc ở đây để ông bà các anh chị có ít giờ gặp gỡ giải lao với nhau. Vì tôi thấy ở trong cái hướng dẫn của cái ngày lễ ngày hôm nay đó, là phải làm sao để cho mọi người có thời gian gặp gỡ nhau, gặp gỡ nhau để thể hiện được sự hiệp nhất và tình yêu đối với nhau. Và cái cuộc gặp gỡ đó đưa chúng ta đi vào trong sự hiệp nhất, đó chính là bí tích thánh thể, là thánh lễ, để lát nữa chúng ta cùng quy tụ với nhau để Đức Mẹ đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu và trao Chúa Giêsu cho chúng ta trong thánh lễ. Để xin cảm ơn mọi người. Tính có phần câu hỏi nhưng mà thôi, còn có 15 phút à, hết giờ rồi. Thôi ta, có cái gì không nhỉ?